Xin mến chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh. Địa bàn mình đến hôm nay là đường Võ Văn Kiệt của thành phố Cần Thơ để giới thiệu giao lưu phô mai. Xin mời. Rồi chào đồng ơi. Chào anh Thanh Hòa. Hôm nay ngày 29 tháng 12 em có đem về mười mấy phô mai giao lưu các chú bác dành cho em. Vào dịp chủ nhật cũng thành thật chúc các chú bác và anh chị em vào chủ nhật vui vẻ bên gia đình. Rồi. Số điện thoại em là 0984307139. Phí ship em rồi. Ship toàn quốc. Rồi ok. Rồi mã số 1 ha. Mã số 1. Rồi xoay luôn, xoay luôn. Mã số 1 này có dán danh nhân nhân bà con. Tròn vòng luôn, tròn vòng luôn. Để rất đẹp luôn bà con. Về tới nó mình trồng cho nó hơi nghiêng hơn chút xíu, rằng mình làm luôn một cái dán danh nhân cho nó hoàn chỉnh. Đó, mình trồng ngay. Đó. Mình thay cho gì cho đứng lại. Mình cho cái chi này mình cắt lại hủ xuống đây mình đưa ra. Rồi ok. Hoành thân 33. Rồi 33 mét đây. Tổng chiều cao lên tới đây là 76. 76. Cái thành ra là nó được 5 tấc rưỡi bà con. 5 tấc rưỡi. Đó, cầm đưa ra 5 tấc rưỡi. Cái nồi đế rất lớn bà con, đó đầu cổ đế trên. Đầu cổ đế không là 91 nha bà con. Rồi 91 mấy anh ơi, xoay xoay xoay. Cây này mình trồng chậu 8 nha bà con. 8 tấc. Rồi mã số 1 mấy anh ơi. Mã số 1 này em giao lưu các chú các bác giá 5 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi. Mã số 1. Rồi đổi luôn, đổi luôn, số 1. Rồi số 2. Số 2. Mã số 2. Số 2 mấy anh ơi. Hoành thân 32. Rồi ok. Cây này đều chi lắm nha bà con. Chiều cao 43. 43. Cái chi này rất đều nha bà con. Đây nè. Nó đi rất đều rất đúng luôn bà con ơi. Mã số 2. Ngày 29 tháng 12. Có giá 500 bà con ơi. Mã số 2. 500 ngàn, rồi đổi luôn. Mã số 3. Số 3. Thân nó rất khéo bà con, đế nó cũng đều nha bà con. Thân nó sắn thân hết nha, mà cây này nó xù nha bà con. Sắn cái thân đó. Mã số 3. Số 3 mấy anh ơi. Số 3. Hai mươi chín hoành thân bà con ơi. Rồi 29 cao. 45 tổng chiều cao. Rồi xoay luôn. Mã số 3 này có giá 600 bà con ơi. 600 ngàn. Rồi đổi luôn. Số 4. Số 4. Những cây này là quái có đường cắt không nha bà con.
hoành thân 30. Rồi ok, cao. Tổng chiều cao 43. 43. Cái số 4 này có giá 600 ngàn luôn bà con ơi. Rồi đổi luôn. Mã số 5. Rồi số 5. Số 5 mấy anh ơi. Số 5. Mã số 5. 29 tháng 12. Hoành thân 31 bà con ơi. Rồi ok. Mã số 5 này có giá 500 ngàn bà con ơi. Rồi đổi luôn. Rồi 6. Số 6. Cây này nó có 2 em cắt vậy đó, nhưng mà nhiều khi về bà con cắt lại đây cũng được bà con ơi, chơi lùng lịch bà con ơi. Không để gì. Để nhìn mình có cành nó đưa xuống đây. Rớt xuống đây mình cho cây nó nằm đi chút xíu. Tại cái giọng đế nó có cái giọng đế sẵn nó thế à. Những cây này thì nó có cái đường chơi hết trơn bà con ơi. Mã số 6 bà con. Số 6 mấy anh ơi. 30 hoành thanh. Rồi 30. Cao. Cao 53. Rồi ok luôn. Mã số 6 này có giá 600 ngàn bà con ơi. 600 ngàn. Mã số 6 có giá 600 ngàn. Rồi đổi luôn. Rồi 7. Mã số 7. Mã số 7 này mình dòng cho nó nằm xuống chút xíu gì mình làm nó cứu luôn bà con ơi. Nó gắn khéo nè bà con. Nó có đủ 2 giờ trước luôn nha bà con. Mã số 7. Số 7. Mã số 7. Hoành thân 22. 22 mấy anh ơi, 22. Tổng chiều ra là 28. Đó. Mã số 7 này có giá 500 ngàn bà con ơi. Rồi 500 ngàn mấy anh ơi. Mã số 8. Số 8. Bộ đế nó quái như nàng tiên đá nha bà con. Đó, cây này về mình trồng tới nữa mình cho nó lên gì nha bà con. Đó bà con ơi. Mình chậm vậy là nó rất mới nhiên. Cho một chi sửa lại cho chi nó ra sao bà con ơi. Đây mình tạo cái tạo chất tạp nữa nè bà con ơi. Mã số 7 nè bà con. Ngày 29. Ngày 29 tháng 12. Ở đây nó cũng có rễ nè bà đế nè bà con. Hai này nó có nha bà con. Hoành thân 30. Rồi, 30. Như vậy là có nhầm lẫn. Cây này cây số 8 nha mấy anh ơi. 8 nha bà con. Nhắc lại các anh là mã số 8. Mã số 8. 48 hoành thân chiều cao không bà con. Mã số 8 nha bà con. Số 8. Xin lỗi bà con, mã số 8. Rồi mã số 8 này có giá 1 triệu bà con ơi. 1 triệu đồng mấy anh ơi. Rồi đổi luôn. Số 9. Mã số 9. Mã số 9 nó cũng có 2 cây gãy quái. Đi làm sao bà con. Nhưng mà cây gãy này nếu bà con muốn chơi luôn lại á, thì dựng đứng lại thì nó vẫn có cái mồi cắt đây. Con này nó có gãy lớn cắt lại đây thì nó đều quá nha bà con. Cắt vậy thì cái nôm đều quá nha bà con. Còn không để gì cũng được bà con ơi. Chơi cái thế để cái quái nó hết hạn bà con ơi. Mã số 9. Mã số 9 nha anh em. Mã số 9 ngày 29 tháng 12.
Hoành thang 30 nha bà con. Rồi 30. Tổng chiều cao là 43. Chiều cao 43. Cái này tới nữa mình vô chậu chủ nhật bà con ơi. Giá 1 triệu luôn bà con ơi. 1 triệu đồng mấy anh ơi, 1 triệu đồng mã số 9. Rồi đổi luôn. Mã số 10. Số 10. Em cuối nhỏ dễ thương bà con ơi. Mã số 10. Số 10. Số 10 nha mấy anh. Số 10. Rồi, thông số. 19 Quỳnh Thăng bà con ơi. Rồi, 19 mấy anh ơi. Tổng chiều ra là 33. Đồng bài. Em thú nhỏ dễ thương, mã số 10 giá 700 bà con ơi. 700 ngàn. Rồi, đổi luôn. Rồi 11. Mã số 11. Mấy anh ơi. 11. Số điện thoại em là 0984307139 nha bà con. Phí ship. Bao ship toàn quốc. Hoành thang 28 bà con ơi. Rồi ok, cao. Tổng chiều cao là 46. Rồi ok luôn. Cái giá 500 ngàn bà con ơi, mã số 11. Mã số 11 500 ngàn. Rồi đổi luôn. 12. Mã số 12 mấy anh ơi. Mã số 12. Rồi ok. Hoành thang 30 bà con ơi. Rồi 30 mấy anh ơi. Tổng chiều cao là 42. 42. Có giá 700 bà con ơi, đều đế hết nha bà con. 700 ngàn. Mã số 12 này đế nó đều hết nha bà con. 24 giờ luôn bà con ơi. Rồi đổi luôn. 12. Có giá 700 ngàn. Rồi 13. 13. Cây quái không nha bà con, cây nào nó cũng quái hết. Số 13. Mã số 13 mấy anh ơi. 29. Tháng 12. Hoành thang 30 bà con ơi. Rồi ok. Chiều cao. Tổng chiều cao là 50. 50. Có giá 500 ngàn, mã số 13 bà con ơi. 500 ngàn. Rồi đổi luôn. Mã số 14. 14. nha anh em. Mã số 14 ngày 29 tháng 12 bà con. Hoành thang 24. Rồi 24 mấy anh ơi. Tổng chiều dài là 43. Rồi ok. Có giá 500 ngàn bà con ơi. Rồi 500 ngàn. 24. 24. Rồi đổi luôn. Rồi 15. Số 15. Cây này làm kiền ba chân được nè bà con ơi. Mình chỉ cần gì thôi là thấy cây làm kiền ba chân nha bà con ơi.
ở số 15 nha anh em. Ở số 15. Ngày 29 tháng 12. 29 tháng 12, 15. Hoành thân 26 bà con ơi. Rồi ok. Tổng chiều cao là 53. 53. Cao của cái rễ này là 16 nè bà con. Rồi. Rồi có giá 1.3 triệu bà con ơi. 1.300.000. Rồi tiếp tục đổi số luôn. 15. 1.300.000. Mã số 16. 16. Mã số 16. Lấy mấy cây bị bơm hàng lên. Rồi ok. Mã số 16. 16. Rồi. Mã số 16 giá 400.000. 400. Rồi đổi luôn. Kéo cây bự qua luôn. Rồi chờ trong giây lát. Lát em điện thoại này đang làm clip quay anh ơi. Mười bảy mấy anh ơi. Cắt gì còn bà con, còn cắt lại được nha bà con. Mã số 17. Mã số 17 nha anh em. Xoay đi. Cây thân nó sắn hết nha bà con. Rất quái, bộ đế rất quái nha bà con. Bộ đế nó rất quái. Đế nôm đều hết nha bà con. Có mấy gối đế rất quái rất đẹp nha bà con. Mã số 17 nha mấy anh. Mã số 17. Ngày 29 tháng 12 bà con. Rồi. Rồi thông số của em này luôn. Ba mươi bảy hoành thân bà con ơi. Rồi ok. Tổng chiều cao là 8 tấc 2 bà con ơi. 8 tấc 2, rồi. Nôm sâu của đế là 25 bà con ơi. 25 mét ơi. Tổng này là đế là 1m45 đi bà con ơi. 1m45. Cây này rất khéo bà con, xuống đây mấy chân rễ nhìn nó rất khéo nha, nó có thẩm mỹ nè bà con. Rồi, mã số 17 giá luôn. Giá 12 triệu. 12 triệu mấy anh ơi, mã số 17. Mã số 17 giá 12 triệu. Ok, phí ship sao ạ? Dạ em bao. Mã số 17. Mã số 17. Rồi, đổi luôn. Rồi, 18. 18 là mấy cái bơm bà con? Ta 18. Nó chiến tranh mà còn bơm hoài bà con ơi. Khổ quá. Mã số 18.
ba cái gambo bà con ơi, ba gambo nhỏ bà con ơi, nó chiến tranh bơm hoài. Rất đẹp nha bà con. Ok đó. Cái này không là đủ rồi bà con ơi. Chơi cái dĩa hột xoài bà con ơi. Lão nè. Này của mình. Này đi giữ cho biết không phải của mình rồi. Ở này lộn của ai? Như là nó dừng đưa lộn rồi. Nên lạ quá à, đó giờ đâu có thấy cái này. Hỏi vô trả là ưu điểm này. Lộn cái cục hàng này cũng là lãi của anh Lâm, của mình lãi của anh Lâm luôn. Ừ. Lâm nói ông như vậy là có cái sự nhầm lẫn nha mấy anh. Không thì em bị mất hàng rồi đó. Của bên thôi cái bị nãy là của ai ạ? Rồi, tiếp theo là mã số 18 anh ơi. Mã số 18. Mã số 18. Số 18 nha mấy anh. Rồi, mã số 18. Ngày 29 tháng 12. Cây đế đẹp bà con ơi. Hoành thân 30. 30. Tổng chiều cao là 41. 41. Thôi cây này vừa bán khuyến mãi bà con nhé bà con. Giá 700. 700 ngàn. 700 ngàn. Rồi, đổi luôn. 19 lên. Số 19. Rồi ok 19. Rồi 19. Mã số 19. Luôn. Hôm nay cũng giao lưu với bà con mình 19 thôi nha. Rồi, ok. Rồi, thông số. Hoành thân 30. Rồi, 30, cao. Tổng chiều cao là 58. 8. Có giá 700 luôn bà con ơi, mã số 19. 19, 700 ngàn tiếp tục. Rồi, chào bà con cái đi, cuối video.
mến chào các chú bác và anh chị em. Rồi. Thì cuối tuần cũng chúc các chú các bác và anh chị em dồi dào sức khỏe, vui vẻ bên con cháu. Rồi. Thì mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại các chú bác vào ngày mai. Rồi, tạm biệt luôn. Chúc sức khỏe các chú bác. Rồi, hẹn gặp lại. Thank you.